thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần trả lời câu hỏi với lại bài thiệp khoái biểu nhá. Ở đây thì có những câu hỏi là một, đọc thời khóa biểu của ngày thứ hai. Rồi mời bạn Bảo Ngọc sẽ đọc cho cô thời khóa biểu của ngày thứ hai nào. Thứ hai có những môn gì nhỉ Ngọc ơi? Học hoạt động trải nghiệm ạ. Gì nữa? Toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Tự học có hướng dẫn ạ. Rồi rất giỏi. Vậy sáng thứ hai là có tất cả là bao nhiêu tiết học nhỉ? Sáng, buổi sáng có mấy tiết học? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Buổi sáng thôi, buổi sáng có mấy tiết học nhỉ? 1, 2, 3, 4 ạ. À, vậy là có tất cả mấy? 4 ạ. 4 tiết học, đúng rồi. Sáng thứ 5 có những môn học nào? Tiếng Việt, giáo dục thể chất, tự nhiên và xã hội. Sáng thôi mà. Sáng, rồi ạ. Buổi sáng có những môn nào nhỉ? Bạn Ngọc đọc lại nào. Tiếng Việt, giáo dục thể chất ạ. Với lại môn gì nữa? Môn á, toán ạ. Toán, vậy là có 4 môn đúng không? Vâng. Ừ, rồi. Vậy nếu không có thời khóa biểu thì bạn sẽ gặp những khó khăn gì nhỉ? Không có thời khóa biểu thì sẽ bị sao? Bị á. Không có thời khóa biểu thì bạn sẽ không biết được ngày hôm đấy học những môn gì. Mang nhầm sách vở đi và không có sách vở để học bài, đúng không nào? Đúng không? Mẹ ơi, con quên bút thế. Tiếp tục hỏi đúng không thì trả lời đúng không. Dựa vào thời khóa biểu trên đây hỏi đáp theo mẫu. Lớp mình có tiết âm nhạc vào thứ mấy? Lớp mình có tiết âm nhạc vào thứ 6, đúng không nào? Vâng. Bây giờ bạn Ngọc cho cô biết lớp mình có tiết giáo dục thể chất vào những thứ mấy nhỉ? Giáo dục thể chất á? Vào thứ mấy? Thứ 5 ạ. Thứ 5 với lại thứ mấy nữa? Thứ 3 và thứ 5. Vâng ạ. Nhớ chưa? Vâng. Vậy hỏi tiếp này, lớp mình có môn hoạt động trải nghiệm vào thứ mấy nhỉ? Hoạt động á? Hoạt động trải nghiệm vào thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai ạ. Rồi. Nói một câu giới thiệu môn học hoặc hoạt động ở trường mà em thích. Ví dụ, tiếng Việt là môn học tớ yêu thích nhất. Con toán ạ. Thế con nói như thế nào nhỉ? Toán là môn học tôi yêu thích nhất ạ. Rồi, rất hay. Rồi. Tiếp theo là đến phần nghe viết. Nghe viết thử khóa biểu nhá. Chúng mình sẽ cùng nhau mở vở Oli ra và nghe viết tiếng thử khóa biểu của mình nhá. Thời lượng của kênh đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những ngày video sau nhé. Tạm biệt các bạn.